Chúng tôi xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh xuống ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gần 3 tiếng đồng hồ lái xe. Đến nơi, chúng tôi gặp gia đình anh Hồ Hữu Doãn. Anh cũng chính là Mạnh Thường Quân đóng góp nguồn nước miễn phí tại đây. Anh dẫn chúng tôi đi khảo sát tình hình hạn hán. Có 5 tỉnh miền Tây đã công bố tình huống hạn hán khẩn cấp vì hạn mặn, bao gồm tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang và Long An. Trong đó, Bến Tre là tỉnh được đánh giá ảnh hưởng nặng nhất. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn vì thiếu nước ngọt. Trên đồng lúa chết hàng loạt, cây ăn trái, hoa màu héo khô trong đợt hạn mặn tại các tỉnh miền Tây. Tại ba khu vực này, có hơn 330.000 hộ thiếu nước sinh hoạt, gần 260.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 160.000 hecta cây công nghiệp, cây ăn trái mất trắng, diện tích nuôi trồng thủy hải sản thất thu hơn 4.500 hecta. Tình trạng hạn mặn trong mùa khô 2019 và 2020 ở đồng bằng sông Cửu Long được nhiều người cho rằng còn nghiêm trọng hơn là kỷ lục năm 2016. Miền Tây đang trải qua đợt hạn mặn được coi là gay gắt bậc nhất lịch sử. Hiện tại, nước mặn đã ảnh hưởng đến 10 trên 13 tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long, trừ Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ. Theo như dự báo, tình trạng hạn mặn này còn kéo dài tới 2-3 tháng. Sở hữu hồ bơi đang xây dựng dự kiến sẽ khai trương cuối tháng 4 năm 2020, nhưng thấy được tình trạng khó khăn của người dân nơi đây không đủ nước ngọt để sinh hoạt, anh Doãn đã quyết định ủng hộ hàng ngàn mét khối nước. Dù nước đã được lọc thô 2 lần nhưng vẫn còn rất mặn và chưa thể sử dụng được. Tỷ lệ mặn sau lọc thô 2 lần là 1,2 trên 1.000. Trước tình hình đó, nhóm chúng tôi quyết định lắp đặt một thiết bị máy lọc nước RO tại hồ bơi để cung cấp nguồn nước sạch cho bà con tại đây. Chào mọi người, mình là Hani. Thì hôm nay Hani với lại là các bạn trong nhân viên đó có đi về một cái tỉnh miền Tây, đó là tỉnh Bến Tre. Thì người dân miền Tây của chúng ta đó đang gặp phải hai cái sự khó khăn. Thứ nhất là dịch bệnh, thứ hai là cái sự hạn hán do bị ngập mặn ha. Thì công ty mình với lại là một anh Mạnh Thường Quân ở đây, đó là anh Hồ Hữu Doãn, thì ảnh cũng có một cái hồ chứa nước ở đây rất là rộng. Thì bên mình kết hợp với ảnh là xây một cái máy lọc nước để cho người dân ở đây có một cái nguồn nước tốt hơn. Phần nào mình chia sẻ với cái người dân ở đây, cũng như là mình mong muốn là người dân ở đây có một cái cuộc sống tốt hơn trong cái mùa dịch bệnh, cũng như là cái mong cho cái mùa dịch bệnh cũng như là cái hạn hán này nhanh qua đi để cho người dân trở lại với cuộc sống kinh tế bình thường. Khi đo và kiểm tra tổng chất rắn hòa tan trong nước mới lọc đạt ngưỡng cho phép TDS là 0,20 ppm, có thể sử dụng được cho ăn uống và sinh hoạt. Thực sự chúng tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Công suất máy lớn có thể lọc ra được 1.000 lít nước sạch mỗi giờ. Nước lọc ra có thể uống trực tiếp và rất ngọt. Hiện tại thì máy lọc nước đã được hoàn thiện xong. Thì mình thử coi là cái quá trình mà mọi người tới lấy nước tại đây cũng như là cái cảm xúc của bà con ở đây như thế nào nha. Là tháng bắt đầu qua Tết là bắt đầu nước mặn rồi, cây đồ không nước mặn rồi không có hái được, rồi bò, nuôi bò với nuôi vịt á, hàng ngày phải uống nước ngọt nó mới ấy, không ấy nó bị tiêu chảy. Khó khăn là vậy, với lại ở nhà mà hàng ngày mình xài á, mình đâu có nước ngọt xài nước mặn này không, còn này mình đem gì mình nấu cơm rửa rau đồ này kia. Thường là cái số lượng ở đây là chị dành cho bao nhiêu người và sử dụng bao lâu chị? Nhà em thì tới 7 người lên đông, ngày tới xài tới 2 xe. Hai xe này là 480 lít á. Là xài chắc khoảng bao nhiêu ngày hả chị? Ngày dịch với bò với nhà xài luôn là ngày á. Dạ rồi, cảm ơn chị. Theo dự báo, độ mặn năm nay có khả năng cao hơn trung bình của nhiều năm và cao hơn thiên tai năm 2016. Cùng với đó, ngành nông nghiệp cho biết
Sự xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang rất gay gắt và tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian còn lại của mùa khô. Không chỉ vậy, người dân miền Tây còn cho biết bình thường phải qua Tết Nguyên Đán thì nước mặn mới xâm nhập. Nhưng mùa nước mặn năm nay đến rất sớm, có nơi từ tháng 11-2019. Và năm 2016 được coi là đợt mặn kỷ lục, 100 năm mới có một lần, mà năm nay hạn mặn đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Mấy năm trước có thể ăn lần rồi, mà như là năm trước không có cái nước thì không biết nữa. Thì năm nay cái nước rồi chị trả dùm, chị dùm cho nhỏ em. Nhưng mà so năm này với năm mấy năm trước đó là cái tình trạng nó nặng hơn hay là nó nhẹ hơn? Năm nay là nó nặng hơn năm rồi. Nặng hơn luôn năm, hả chị? Năm 2016 là nhiêu á, đây là nặng hơn. Năm nay là hụt nước, nó như lại lúa, ta thất này quá trời. Mình ở gần đây không chị? Chị ấy với Tán nè. Dạ, mình lấy nước được vậy mình có mừng không chị? Dạ. Theo như dự báo, tình trạng hạn hán và nhiễm mặn còn kéo dài. Cùng với đó, để hỗ trợ các hộ gia đình còn gặp khó khăn vì đường xa đi lại, nên chúng tôi đã kết hợp với ban lãnh đạo huyện Ba Tri cung cấp phương tiện chở nước cho người dân ở những địa điểm ở xa. Đây chỉ là sự chia sẻ nhỏ nhoi với bà con miền Tây, hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, nhiều doanh nghiệp và nhiều chính quyền để giúp đỡ nhân dân có nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe và chống lại dịch bệnh nguy hiểm đang diễn ra. Lời cuối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp sẻ chia của nhóm anh Viên Thành, anh Tiên, anh Hồ Hữu Doãn và các bạn thân yêu trong team Honey.